Xuân sang, Tết đến, chuẩn bị một bình hoa đẹp cho mái ấm nhỏ thân yêu sẽ làm cho sắc xuân thêm đầy. Hoa còn mang ý nghĩa về sự cát tường, may mắn và tài lộc, thể hiện sự biết ơn đến ông bà tổ tiên và ước mong về một năm mới khởi sắc hơn. Và sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu như mà chúng ta tự tay làm nên những bình hoa rực rỡ đón xuân. Đó chắc hẳn sẽ là những bất ngờ dành cho người thân yêu. Thế nhưng làm sao để có thể tự cảm được một bình hoa đẹp đây? Quý vị đừng lo, hãy cùng Thưởng thức cuộc sống hôm nay gặp gỡ với anh Phạm Lập Quốc, chủ một cửa hàng hoa ở thành phố Vinh, người rất có kinh nghiệm cắm hoa, để được hướng dẫn cách tạo nên một bình hoa đẹp ngày Tết mà ai cũng có thể tự làm được. Trong hôm nay thì Lập Quốc sẽ giới thiệu hai cái loài hoa có thể đáp ứng được cái tiêu chí trong ngày Tết, có màu sắc rực rỡ. Và cái tiêu chí thứ hai rất là quan trọng đó chính là hoa phải có độ bền cao. Hoa thiên điểu được trồng chủ yếu ở Đà Lạt là loài hoa có màu sắc rực rỡ, pha giữa màu cam và tím. Tuổi hoa bền, dễ mua, phù hợp để cắm vào những ngày Tết, mang đến vẻ tươi mới, sang trọng. Cảm quan để chọn một bông hoa thiên điểu đẹp đó chính là phía bông hoa sẽ có rất là nhiều phấn, có độ cứng cáp và tươi, thân thì không bị trầy xước. Đối với hoa thiên điểu ấy thì là một loài hoa mà từ bản thân nó sẽ rất ít khi tự nở, và chúng ta phải tác động cơ học để cho bông hoa có thể nở bung được hơn. Thì chúng ta sẽ mở cái rãnh của bông hoa ra, sau đó dùng ngón tay cái hất nhẹ. Sau khi hất xong thì chúng ta sẽ loại bỏ cả cái cành lùa. Cành lùa là những cái cành mà nó úp phù vào bông hoa. Sau khi loại bỏ cả cành lùa thì chúng ta sẽ chọn 2 đến 3 cái bông hoa già nhất trong cùng hoa này. Chúng ta sẽ hẩy nhẹ để cho bông hoa nó nở ra. Quý vị lưu ý là chúng ta không mở tất cả các cụm bông, bởi vì ở trong này sẽ có, trong cụm bông này sẽ có những bông hoa nó sẽ non hơn và chúng ta sẽ để cho hoa nó tự có thể bung được. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cắm hoa. Lập Quốc sẽ đo cái chiều dài của cành hoa đầu tiên gấp 1,5 lần cái chiều cao của bình. Chúng ta sẽ tiến hành cắt theo chiều xẻo để tăng cái thiết diện để cho hoa có thể hút được nhiều nước hơn. Tiến hành đan xẻo vào nhau để hoa tỏa về mọi hướng, giữ cố định được form của hoa. Với những bình có đường kính khoảng 10cm thì sử dụng khoảng 20-25 cánh hoa. Và đây chính là hoa thiên điểu thả bình, một gợi ý hấp dẫn để làm đẹp cho ngôi nhà của bạn trong ngày lễ Tết. Và bây giờ thì sẽ là một loài hoa vô cùng quen thuộc mà chúng ta thường thấy trong những ngày Tết, đó chính là hoa ly. Nhưng làm sao để làm mới được một loài hoa đã quá quen thuộc này? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Hoa ly, loài hoa quen thuộc mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng lại cuốn hút mọi ánh nhìn, thường được chọn làm hoa cắm chính trong những ngày lễ Tết. Cánh hoa bản to, màu sắc thanh nhã tượng trưng cho những điều may mắn. Người ta còn quan niệm nếu hoa nở rộ vào đúng mùa một Tết, tài lộc và sung túc sẽ đến với gia chủ. Chúng ta sẽ chọn những cái bông hoa mà có cái chiều dài bông hoa dài và cành hoa thì cứng, có màu sắc tươi tắn rực rỡ. Cành hoa thì có độ lớn nhất định để có thể đủ dinh dưỡng được nuôi được tất cả các bông hoa, và chúng ta chọn những cành mà có cả bông hoa hé nở và có cả nụ để duy trì được cái bình hoa của chúng ta có tuổi hoa rất là lâu. Sau khi mua ở ngoài chợ về thì chúng ta sẽ tiến hành sơ chế, đó chính là loại bỏ những cái cành hoa, những cái cành lá ở phía dưới, những phần nào ngập nước thì chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn lá để tránh việc bị thối nước, và như thế thì cái bình hoa của chúng ta sẽ rất là nhanh hỏng. Sau khi sơ chế hoa, hãy chọn cành cao nhất làm trụ ở giữa, tiến hành đan xéo hoa vào nhau để hoa tròn đều về mọi phía.
để trung hòa màu sắc của một cái bình hoa ngay tiết được rực rỡ thì ở đây lập cuộc sẽ sử dụng hai gam màu tương phản, đó chính là màu đỏ của hoa ly và màu vàng của hoa lan phụ nữ. Bạn có thể sử dụng đan xen thêm hoa hồng màu mỡ gà như thế này cho bình hoa thêm rực rỡ. Hãy nhìn xem bạn đã có một bình hoa ly rực rỡ mới lạ đón Tết rồi. Bí quyết trước tiên nếu muốn cắm hoa tươi lâu là cọ rửa kỹ bên ngoài lẫn bên trong bình để không còn nhớt hoặc xà bông, vì các chất hóa học có thể làm thay đổi nồng độ pH trong nước, làm hoa nhanh héo. Những bùn đất bám vào các cành hoa nếu không được rửa sạch cũng sẽ làm cho nước màu bẩn, có mùi hôi khó chịu. Hãy cắt bỏ hết những lá héo, dập nát và những lá sẽ ngập trong nước khi cắm hoa vào bình, tránh lá bị úng, gây thối rữa, làm hoa héo theo. Trong lúc tỉa cành hoa, bạn cần dùng kéo thật bén cắt nhanh và dứt khoát ở góc 45 độ. Hoa sẽ hút được nhiều nước và tươi lâu hơn. Nên thay nước mỗi ngày cho hoa để loại bỏ nước cũ bẩn, bốc mùi. Nước mới sẽ cung cấp cho hoa thêm sức sống và tươi lâu hơn. Nên trưng hoa ở nơi thoáng mát, không có ánh nắng chiếu, tránh xa quạt máy để hoa không bị héo vì mất nước. Ngoài ra cần tránh những nơi có nhiệt độ cao như gần tivi, tủ lạnh hay các thiết bị điện khác để hoa không bị héo úa. Muốn hoa nở nhanh vào đúng ngày Tết, bạn chỉ cần cắm hoa trong nước ấm khoảng vài phút, do nước ấm sẽ kích thích hoa mau nở. Nếu hoa bị héo, bạn ngâm chúng trong nước lạnh vài giờ, hoa sẽ tươi trở lại.